Đây là một trong những dung dịch axit nguy hiểm nhất thế giới, Piranha. Giống như loài cá cùng tên, dung dịch này có thể tiêu hủy hầu hết các chất hữu cơ bằng một cách điên cuồng. Dung dịch Piranha được tạo ra bằng cách pha từ từ H2O2 nồng độ 30% vào axit sulfuric đậm đặc theo tỷ lệ 1:3 hoặc thấp hơn, không được làm ngược lại. Dung dịch sau khi pha tỏa nhiệt rất mạnh có thể lên đến 100 độ C và nó có thể gây nổ nếu nồng độ của H2O2 vượt quá 50%. Với sức mạnh hủy diệt của mình, nó được sử dụng như là biện pháp cuối cùng để loại bỏ các chất hữu cơ cứng đầu,